Vâng, thì thưa quý vị, với cặp mic DB450 25 mã thì có thể nói đây là một dòng mic đáng chơi nhất năm 2021. Vâng, vì sao mà bên em lại nói với quý vị và các bạn đây là một dòng mic đáng chơi? Thì với một dòng mic ở phân khúc trên 3 triệu, đây là một cặp mic mà đã tích hợp đầy đủ các tính năng như chống sốc này, chế độ tiết kiệm pin, và đặc biệt là nhà sản xuất thêm tính năng eco các bác nhá. Vâng, thì với cặp mic này các bác có thể thấy là với thiết kế rất tinh tế và sang trọng các bác nhá. Và tích hợp đầy đủ các tính năng như chống va đập này, khi các bác đang hát, bác đánh rơi thì khi các bác rơi khỏi tay sẽ tự động ngắt chống sốc ra loa để bảo vệ cho các thiết bị của quý vị và các bạn rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì khi mà các bác không hát, các bác rời tay ra khoảng 2 giây sẽ tự động ngắt để tiết kiệm pin. Với một tính năng nữa đó là khi mà các bác hát ở trong gia đình nhà bác có rất nhiều những cái sóng tạp gây nhiễu cho thiết bị, thì các bác sử dụng tính năng scan sẽ tự động lọc các cái tần số sạch để cho các bác có một cái tiếng mic nó sạch hay nhất có thể. Vâng. Và tiếp theo đó là nhà sản xuất tích hợp chức năng eco để cho các bác sử dụng cho những chiếc âm ly cũ và những chiếc vang đời cổ với tính năng eco reverb không được hay, không còn mượt, thì các bác có thể sử dụng với cặp mic này để các bác khi mà ca hát thì các bác dùng cái chức năng eco này rất là hay các bác nhé. Vâng, thì trước khi em thử chất âm cho các bác thì em xin công bố giá tới quý vị và các bạn với dòng mic này có giá 3 triệu 200 nghìn đồng. Các bác được sở hữu ngay một cặp mic DB450 25 mã phiên bản mới năm 2021, sản phẩm chính hãng. Khi các bác mua về các bác có thể cào đăng ký bảo hành điện tử như check sản phẩm chính hãng. Và đặc biệt hơn nữa thì trong chương trình lần này bên em có khuyến mại tặng kèm quý vị và các bạn một bộ pin sạc Kiwi các bác nhé. Khi các bác mua với sản phẩm này 3 triệu 2 sẽ được bao ship và tặng kèm một bộ pin sạc Kiwi trị giá lên tới gần 400 ngàn các bác nhá. Và số lượng có hạn các bác nhá. Bác nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ. Vâng, và bây giờ em sẽ test cái tính năng eco cho các bác có cảm nhận. Vâng, và thì quý vị. Alo, 12567. Vâng, thì đây là bên em đang cắt hết echo của cái chiếc vang, và em sẽ sử dụng echo ở trên chiếc mic để các bác cảm nhận. Alo, 12567. Thì các bác có thể thấy là với chất mic mộc rất là hay, nhưng còn hay hơn nữa khi mà các bác sử dụng cái tiếng echo. Thì với này có 551 echo các bác nhé. Và đây là chế độ 1. Alo, Alo, 1, 1, 2, 5, 6, 7. Chế độ 2 các bác nhé. Alo, Alo, 1, 1, 2, 2, 5, 5, 6, 7. 7. Và chế độ 3 các bác nhé. Alo, 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 1, 1, 1, 1, 2, 2, 5, 5, 5, 6, 6, 7. 7. Chế độ 4 này các bác này. Lên, 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 5, 5, 6, 6, 7. 7. 7. 1, 1, 1, 1, 1. Vâng, và chế độ 5. Alo, 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 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 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 5, 7, 5, 7, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Vâng, thì quý vị có thể cảm nhận với cái tính năng eco của con mic DB450 hay là mã phiên bản 2021. Cái echo của nó rất mượt, em cảm nhận thấy là cái echo đó không kém gì những chiếc vang số các bác nhé. Rất là mượt và rất hay. Thì với 5 chế độ echo thì các bác có thể lựa chọn theo từng chế độ. Các bác nào thích echo dài, độ trễ thì các bác sử dụng cái chức năng số 5 và số 4. Còn các bác nào hát ngân tốt thì các bác có thể sử dụng các cái mode 1, 2, cái echo nó ngắn nhưng các bác ngân được thì cũng rất là hay. Vâng, thì một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và quý vị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ bên em với số điện thoại trên màn hình. Các bác đặt hàng số lượng có hạn các bác nhé, để được
bên em tặng thêm một bộ pin sạc rất là giá trị. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn.